Xin chào các bác đang theo dõi video. Trong video ngày hôm nay thì Kim Kiên Đồ Cũ giới thiệu đến các bác 7 mẫu đồng hồ. Đây là những mẫu đồng hồ xưa chính hãng mà cửa hàng Kiên Đồ Cũ đã tuyển lựa kỹ càng. Hôm nay thì có hai đại diện tới từ Thụy Sĩ, Eno của nền đồng hồ thế giới, và có 5 đại diện tới từ xứ sở hoa anh đào đất nước Nhật Bản, nổi tiếng với những dòng đồng hồ rất là bền bỉ. Thì ngay sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết từng mẫu đồng hồ ạ. Đầu tiên là một đại diện tới từ thương hiệu Enika. Mẫu đồng hồ này có mã là E216. Một chiếc Enika nguyên bản với thiết kế phần vỏ ngoài là thép không gỉ, phần mặt màu xám, màu trắng xám, kim mặt và phần vỏ ngoài thiết kế đồng điệu theo xu hướng đơn giản, sang trọng. Như các bác có thể thấy ở đây, phần dây của đồng hồ là dây thép không gỉ co giãn, núm nguyên zin được khắc logo của thương hiệu. Phần mặt của đồng hồ là mặt trải tia, kính mica các bác nhé. Vỏ ngoài thép không gỉ, đây là những cái vết bẩn, vết bụi theo thời gian. Mặt sau của đồng hồ đây ạ. Chiếc đồng hồ này thì có cái phần mặt sau rất là sáng, bởi vì cái người chủ trước của đồng hồ thì khá là chăm chút, họ đã dán vào đây một cái lớp bảo vệ phần mặt này. Nhưng là khi mà về cửa hàng em có bỏ cái phần bảo vệ đi thì cái phần mặt bên trong, phần mặt sau này nó hiện lên rất là đẹp, rất sáng, gần như nó không có chảy xước gì. Đây là những cái vết bẩn nhé các bác nhé. Em vội lên video em chưa vệ sinh kỹ nên là những cái vết này là những vết bẩn, không phải vết than gì nữa đâu. Chiếc này thì có phần vỏ ngoài khá là đẹp, phần mặt của nó cũng đẹp. Phần mặt của đồng hồ là có cái ô lịch ở vị trí 3 giờ các bác này. Chiếc này mới về tại cửa hàng em chưa kịp lau dầu các bác nhé. Em mới chỉ vặn lên cót thôi thì đồng hồ đã hoạt động rất là tốt rồi. Mặt kính mica, mặt trải tia nhìn rất là sang trọng, thiết kế hướng tới cái sự đơn giản, tinh tế. Và phần máy bên trong của đồng hồ cũng rất là đẹp, em sẽ mở máy để các bác có thể cùng xem. Đây là phần máy bên trong của mẫu Enika E216 đây ạ. Phần nắp này các bác nhìn này, bên trong nó có khắc cái thương hiệu Enika này. Còn đây là phần máy, trên thân máy khắc thương hiệu Enika 17 chân kính. Máy cơ lên dây các bác nhé. Cửa hàng Kiên Đồ Cũ thì bảo hành 1 năm và bao ship trên toàn quốc khi các bác mua đồng hồ tại cửa hàng. Đồng hồ Enika E216 có size mặt là 34, tính cả núm là 36, phù hợp với các bác có cổ tay vừa và nhỏ. Cổ tay khoảng tầm 16, 17, 18 các bác đeo sẽ rất là đẹp. Trên này có cửa sổ được vị trí 3 giờ các bác nhé. Dưới ánh sáng này, đồng hồ bắt sáng rất đẹp, long lanh luôn. Mẫu Titoni Space Star. Mẫu Titoni này thì có mã là 009. Đồng hồ được thiết kế mang đậm cái hơi hướng cổ điển các bác nhé. Thiết kế của Titoni mang đậm cái hơi hướng cổ điển. Phần mặt sau của đồng hồ được khắc biểu tượng bông hoa mai này. Dòng đồng hồ Space Star 009, các bác có thể tìm hiểu về dòng này ở trên mạng bằng cách là gõ Titoni Space Star 009 để tìm hiểu thêm về cái dòng đồng hồ này. Đây là một cái dòng đồng hồ cổ xưa của Titoni. Thiết kế hai cửa lịch, phần viền ngoài là viền vuông với thiết kế bốn cái chân rùa này. Bên trong mặt tròn kính mica. Đồng hồ thì chạy máy cơ tự động 25 chân kính, có hỗ trợ cót tay. Đồng hồ có hai cửa lịch. Chiếc này thì đã được lau dầu và căn chỉnh rồi các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở phần máy để các bác có thể cùng xem. Đây
Đây là phần máy bên trong của mẫu Titoni mã 009 mà em vừa mới giới thiệu. Phần máy bên trong khá là sáng. Máy 4 tầng các bác nhé, máy ETA 4 tầng 28362 này. Đây các chi tiết máy rất là sáng. Đây những cái bánh răng này được mạ vàng này. Máy nguyên bản Titoni. Chiếc này thì máy cơ tự động và có hỗ trợ có tay các bác nhé. Một thiết kế mang đậm cái hơi hướng cổ điển của đồng hồ Titoni. Bác cùng ngắm lại chiếc Titoni Space Star 2 ô lịch mã 009. Duy nhất một chiếc tại cửa hàng Kenno cũ các bác nhé. Có rất là nhiều các khách hàng nhắn tin cho cửa hàng Kenno cũ là mong muốn có sở hữu cho mình một chiếc Seiko 5 mặt vuông, thì hôm nay cửa hàng có giới thiệu đến các bác một chiếc Seiko 5 mặt vuông TV đấy ạ. Chiếc này thì có cái phần sai ngang là 36, chưa tính đúng các bác nhé. Phần dọc này là 35. Mặt vuông TV với phần mặt kính là kính mica kim vàng này, chỉ số dạng tia, mặt màu đen và có một cái viền vàng ở phần trong này. Bên ngoài là viền vuông, bên trong là mặt tròn, tạo nên một cái ấn tượng rất là đặc biệt cho chiếc đồng hồ Seiko 5 này. Chiếc này có hai ô lịch, chạy máy cơ tự động 21 chân kính. Phần nắp sau của đồng hồ thì khá là đặc biệt. Nắp sau này là nắp đậy, nắp cậy các bác nhé. Nắp cậy. Vỏ ngoài thép không gỉ còn rất là sáng. Chiếc này thì nó đặc biệt hơn những chiếc Seiko mà cả đã giới thiệu, bởi vì cái phần nắp của nó thiết kế nó khá là đặc biệt. Chiếc này thì em không mở máy ra được, không biết mở máy luôn ấy. Cái này thì ra bác thợ bác ấy sẽ mở máy thì em mới chụp được cái hình máy gửi đến các bác. Nên các bác nào mà mình có nhu cầu mình muốn xem máy của chiếc này thì nhắn Zalo cho em. Mã của đồng hồ là Seiko S85. Đây em đeo lên tay các bác cùng xem. Một thiết kế khá là ấn tượng, cổ điển mạnh và cũng không kém cái phần mạnh mẽ của đồng hồ Seiko 5. Mã là S85 các bác nhé. Mã S85. Máy cơ tự động 21 chân kính. Trên tay em là mẫu Seiko 5, có mã là S632. Một mẫu Seiko 5 với thiết kế phần mặt theo họa tiết hình học. Chiếc này thì chạy máy cơ tự động 23 chân kính. Phần mặt bên trong của đồng hồ rất là ấn tượng với cái thiết kế hình học, lại còn được sắp xếp theo hình xoắn ốc. Đồng hồ có vỏ ngoài khá là sáng, vỏ ngoài thép không gỉ khá là sáng. Size mặt là size 36 các bác nhé, size mặt 36 với cái phần chỉ số là chỉ số dạng khối và được nhấn ở vị trí 6, 9, 12. Thiết kế rất là sang trọng, độc đáo của Seiko 5. Đây bác này, khi mà đeo lên tay đây, chiếc này đeo lên tay thì rất là thu hút, bởi vì nó cái phần mặt nó được thiết kế rất là ấn tượng. Núm ở vị trí 4 giờ các bác nhé. Và chiếc này thì có lịch xe, lịch xoay đấy ạ. Em sẽ mở máy và đồng hồ này các bác cùng xem. Đây là phần máy bên trong của mẫu Seiko mà em vừa giới thiệu, có mã là S632. Phần máy bên trong rất là đẹp, máy Seiko chính hãng nguyên bản. Đây các bác cùng xem phần máy bên trong của mẫu Seiko 5 này.
Máy rất là đẹp luôn. Đồng hồ này đã được lau dầu và căn chỉnh các bác nhé. Các bác cùng ngắm lại mẫu Seiko có mã S632 này. Một thiết kế rất là ấn tượng và độc đáo tới từ Seiko 5. Mẫu Seiko 5 mặt đen. Chiếc này thì có cái size khá là nhỏ, size là size 33 các bác nhé, size mặt 33. Dây đẹp, dây của đồng hồ là dây đẹp này. Mặt đen với phần chỉ số vàng và kim vuông làm nổi bật cái phần mặt của đồng hồ. Phần mặt đen nhìn rất là sang trọng và huyền bí. Chạy máy cơ tự động 21 chân kính, hai ô lịch các bác nhé. Lịch của đồng hồ là lịch lịch bấm hai ngôn ngữ. Đồng hồ đã được lau dầu và căn chỉnh. Đây là phần mặt sau của đồng hồ đây ạ. Chiếc này thì có mã là D305. Phần máy của đồng hồ đây các bác này. Trên thân máy có khắc Seiko này, thông tin chi tiết của máy đây ạ. Đồng hồ đã được lau dầu và căn chỉnh, phần máy rất là đẹp. Còn kết nối cũ thì bảo hành 1 năm và bao ship trên toàn quốc các bác nhé. Chiếc này thì phù hợp với các bác cổ tay từ 16, 17 trở xuống. Dây của đồng hồ đây. Tiếp tục với một mẫu đồng hồ Seiko 5 mặt màu vàng có mã là S281. Chiếc này thì có thiết kế khá là khác biệt. Với cái phần viền của đồng hồ là viền băm được mạ vàng. Phần mặt của đồng hồ là mặt màu vàng được trải tia. Màu vàng rất là đẹp luôn ạ. Đây các bác này nhìn dưới sáng, cái phần trải tia của đồng hồ hiện lên rất là bắt mắt, sang trọng. Chỉ số là chỉ số dạng khối. Một chiếc đồng hồ nguyên bản, mặt núm vỏ nguyên zin. Chiếc này thì là lịch để kiểm tra xem nào. Chiếc này là lịch lịch xoay các bác nhé, lịch xe này. Đó, hai ngôn ngữ. Dây của đồng hồ cũng là dây nguyên bản luôn. Cái lớp mạ ở trên đây thì nó đã phai theo cái thời gian rồi. Mã đồng hồ là S281. Cái mắt này của nó hơi bị lỗi các bác này. Cái phần mắt ở trên dây nó hơi bị lỗi chút, thì nếu mà các bác chăm chút thì các bác phải thay cái phần mắt ở dưới lên trên đây, nó tạo cái tính thẩm mỹ cho đồng hồ. Còn đây là một chiếc dây nguyên bản của đồng hồ các bác nhé. Chiếc đồng hồ mặt vàng rất là đẹp và ấn tượng. Bác cùng ngắm lại cái mẫu đồng hồ S281 này. Đây là em sẽ mở máy của đồng hồ ra. Trời, máy của nó cũng đẹp luôn. Chiếc đồng hồ nguyên bản, máy rất là đẹp này. Máy 17 chân kính các bác nhé. Máy đẹp xuất sắc luôn ạ. Còn kết nối cũ thì bảo hành 1 năm và bao ship trên toàn quốc. Các bác yêu thích đồng hồ mà trên cái video này các bác nhìn nó chưa rõ đấy, thì các bác nhắn về Zalo 0936050424, em sẽ gửi chụp chi tiết các bác nhé. Rồi các bác cùng ngắm lại mẫu đồng hồ có mã là S281 này. Kết thúc video ngày hôm nay là một mẫu Seiko 5 với phần mặt màu đen, nhìn cũng rất là ấn tượng. Phần mặt này là phần mặt nó dạng vân sóng và có các tia dạng tròn.
dưới ánh sáng nhìn rất là đẹp các bác ạ. Em không em không biết mô tả kiểu gì nữa, nó giống như là dạng tia từ trung tâm trở ra ấy, và nó lại còn có dạng sóng bên trong nữa, nhìn đẹp lắm. Dưới ánh sáng nhìn rất là đẹp này, các bác thấy không ạ? Đó, nó biến đổi dưới ánh sáng nhìn đẹp chưa này? Chiếc xe Kona này thì có mã là S240, chạy lịch bấm hai ngôn ngữ. Phần mặt sau của đồng hồ đây ạ, phần vỏ ngoài của đồng hồ là thép không gỉ rất là sáng, dây đây ạ. Chiếc này thì đẹp cả về phần mặt, cả hình thức và được cả phần máy luôn. Nói chung là các mẫu đồng hồ ngày hôm nay thì đều rất là xuất sắc. Và chiếc này thì có cái phần mặt rất là ấn tượng. Phần máy bên trong đồng hồ đây các bác nhé, máy rất là sáng này. Đây là mẫu đồng hồ S240 khi em đeo lên trên tay đây ạ. Đồng hồ đã được lau dầu và căn chỉnh rồi các bác nhé. Các bác cùng ngắm lại mẫu S240 này. Vừa xong thì em đã giới thiệu đến các bác chi tiết về 7 mẫu đồng hồ ngày hôm nay. 7 mẫu đồng hồ thì mỗi một đồng hồ có những nét đẹp rất là riêng biệt. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào và các bác muốn biết giá thì các bác hãy nhớ mã dùm em. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cái cách xem giá, xem bảng giá. Thì ở đây là cái phần tiêu đề của đồng hồ, tiêu đề của video, em xin lỗi. Thì có cái mũi tên trỏ xuống ngay bên cạnh, các bác sẽ ấn vào mũi tên đó, bảng giá sẽ xuất hiện ngay bên dưới, các bác kéo lên này. Và các bác có thể nhìn được bảng giá. Ở đây em có ghi về size mặt này, chủ đề máy của đồng hồ. Thì cái phần cuối này nếu các bác thấy mà có chữ đã chốt hoặc đã bán thì tức là đồng hồ đấy đã có thể là đã có khách đặt cọc hoặc đã được bán đi rồi. Thì các bác sẽ quan tâm đến những mẫu đồng hồ nào nó còn giá ở đây. Đấy là những mẫu này là hiện tại là sẵn sàng để bán các bác nhé. Thì các bác muốn nhắn liên lạc với cửa hàng kim nối cũ, các bác vui lòng nhắn về Zalo 0936050424, cửa hàng kim nối cũ sẽ giải đáp các thắc mắc cho các bác ạ. Về hình thức thanh toán em cũng đã có ghi ngay bên dưới đây rồi, có cả số tài khoản của cửa hàng kim nối cũ đây rồi. Ngoài kinh doanh về lĩnh vực ở đồng hồ thì cửa hàng còn kinh doanh về các dòng xe đạp thể thao, xe đạp thì các bác tìm cửa hàng kim nối cũ thông qua số Zalo là 0975709943 để các bác xem được các mẫu xe đạp hiện có tại cửa hàng các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của kênh của cũ ạ.